Chỉ một câu để nói về chiếc xe này, đó là có tiền chưa chắc đã mua liền được. Phiên bản màu đen nhám đặc biệt vừa mới ra lò của nhà Honda. Đặc biệt hơn nữa đó chính là dòng SH350 đình đám đang rất hot hiện nay. Với các phiên bản màu thông thường, các bạn đã mua sau dòng xe này đã rất khó và đã bị đôn giá rất nhiều rồi. Huống gì là một cái màu mới và hot như là cái màu đen nhám như thế này. Màu này mang một cái tông cuốn hút bí ẩn dành cho những bạn cá tính thích sự nổi bật. Bởi vì màu này nó mang lại cho mình một cái gì đó rất huyền bí. Phiên bản SH350i với động cơ 329cc, 28 mã lực và nhiều tính năng đặc biệt khác, được trang bị ABS 2 kênh trước sau, chức năng HSTC chống trượt giúp mình tăng ga đột ngột trong qua điều kiện sình lầy vũng nước sẽ không bị tuôn bánh. Đồng hồ có chức năng kết nối Bluetooth với điện thoại di động thông minh smartphone. Với sức mạnh 28 mã lực động cơ của SH350 cho khả năng tăng tốc khác biệt hoàn toàn so với SH150i. Ở phần thân giữa xe, chữ SH được mạ chrome đỏ nổi bật, rất cuốn hút, vừa được lăn bánh 90 km, gọi như là chỉ đi mua xe, đi bấm biển số và tới đây để làm độ lên những cái cần thiết nhất, đó chính là nút tắt đèn, tắt và mở đèn cách chủ động hoàn toàn, dễ sử dụng, bền bỉ, rẻ tiền. Và bộ mạch tăng sáng Platinum với độ sáng mạnh mẽ vượt trội so với cái hệ thống đèn zin được trang bị sẵn trên xe. Các bạn cùng mình ngắm kỹ phiên bản đen mờ đặc biệt vừa mới ra mắt. Phiên bản mà hiện tại đi mua không phải ở đâu cũng có. Và các bạn muốn có thì các bạn phải bỏ số tiền lớn hơn cái mức giá mà hiện tại hãng đề xuất rất nhiều. Giá chiếc xe này theo chủ nhân chiếc xe này mua được ra biển số luôn là nằm ở mức giá là 195 triệu. So với các bản phiên bản màu xám hay là màu trắng hay màu đỏ thì phiên bản này có lẽ là đang là mắc nhất. Rồi nhì là màu xám, ba là tới màu đỏ, rồi cuối cùng màu trắng là cái màu đang được gọi là bán rẻ nhất và dễ mua nhất trên thị trường, bởi vì ít người mua cho nên là thường thường hãng hay dựng sẵn cho các bạn mua. Riêng màu đen này hoặc là màu xám thì về tới đâu là lụm tới đó, gần như là xe không kịp về hãng để trưng bày đó các bạn, tại vì đã luôn luôn có người đặt trước rồi. Rõ ràng là sức hot, sức hút của 350 đang rất là lớn. Hiện tại là lượng xe rất khan. Và kèm theo đó là một cái màu đặc biệt như thế này thì lại càng khó mua hơn nữa. Phiên bản màu đen rất đặc biệt, rất lôi cuốn. Bản thân mình nếu chọn xe thì mình sẽ chọn màu này hoặc là màu xám hiện tại mình đang đi. Hai màu mà mình cảm thấy thích nhất. Màu đỏ cũng có thể là có đẹp, nhưng mà đối với mình thì màu trắng không đẹp. Màu trắng trên SH dòng này nhìn nó đơn điệu quá, không có gì đặc biệt. Riêng màu đen nhám mới ra này và màu xám sporty vẫn là đang hai cái màu mình cảm thấy là rất đặc biệt ở trên mẫu SH350. Nó tôn lên cái xe này, nó đáng giá trị của xe lên, nó làm cái xe trở nên có giá trị hơn hẳn luôn. Có anh em hỏi mình là sao cặp sạc này lên lúc thì báo 1.9 triệu, lúc 1.7 triệu, thì anh em không có để ý nha. Để ý là mình làm cho xe gì. Xe 350 thì là 1.9 triệu, còn xe 150 ý đời cũ á, đời 22 đổ lại á, là 1.7 triệu. Thì cái lý do sự khác biệt 200 ngàn là nằm ở cái bát CNC đây nè anh em. Xe này thì cần có một cái bát nhôm CNC để cố định hai cục sạc, thì giá của nó sẽ đội thêm 200 ngàn cho cái bát này. Đó là từ 1.7 triệu cộng 200 là 1.9 triệu, chứ không có khác biệt gì về dây vợ dắt cắm hay là về giá thành cặp sạc này, nó là như nhau.
Còn ở trên mẫu SH ý mà đời cũ á, SH 22 đổ lại á, 1,7 triệu, mà anh em muốn gắn một cái bát nhôm CNC này thì nó cũng cộng thêm 200 ngàn là thành 1,9 triệu thôi, chứ không khác biệt gì. Nhưng mà ở trên cái dòng này á, dòng 350i này nè, không có cái bát này là không thể gắn được, đã bắt buộc. Cho nên là giá luôn luôn phải bắt đầu là 1,9 triệu. Còn ở trên cái SH đời cũ á, thì á, cái bát zin mình vẫn xài lại được, không bắt buộc phải thay cái này. Cho nên cái gói cơ bản là 1,7 triệu. Mình muốn tiết kiệm tiền cho anh em bớt thôi. Còn anh em có yêu cầu mình gắn thêm cái bát này, bát nhôm CNC, thì mình vẫn gắn cho anh em và cộng thêm tiền thôi. Và cái gói bảo hành của mình là gói bảo hành 1 năm cơ bản, với cái giá niêm yết là bảo hành 1 năm đi theo cái giá đó. Còn anh em muốn cộng thêm 1 năm hay là 2 năm thì cứ mỗi năm cộng thêm cho mình 100 ngàn. Ví dụ như anh chủ xe của SH đen nhám này, anh muốn bảo hành 2 năm thì mình đã ghi tem bảo hành là tới ngày 6 tháng 12 năm 2023 lượng, tức là 2 năm. Thì cái này đang giá 1,9 triệu sẽ lên 1 năm 100 ngàn nữa là thành 2 triệu. 2 triệu là được bảo hành 2 năm. Đây, anh em coi kỹ ha, tem ghi rõ ràng. Cảm giác nhanh quá. À, vậy là đã hoàn thành xong 3 hạng mục cho chiếc SH phiên bản đặc biệt đèn nhám mới ra lò này. Đầu tiên là mạch tăng sáng Platinum được tăng sáng nhiều hơn cho bộ đèn chính này, tăng sáng hơn để đảm bảo được cái yếu tố là đủ sáng đi đêm. Cái thứ hai của mình đó chính là chế cái nút tắt mở đèn để thuận tiện trong cái việc sử dụng hàng ngày. Tắt đèn và mở đèn rất dễ dàng sử dụng, rất rẻ luôn, 300 ngàn là đã hoàn thành rồi. Rất rẻ, rất bền và rất dễ sử dụng. Passing vẫn lên nguyên bản như zin. Tắt đèn rồi vẫn passing bình thường. Bật đèn, cốt pha passing bình thường. Đó. Và cái hạng mục quan trọng không kém đó chính là lên cặp sạc đã hoàn thành. Trước đó